Hello mọi người, hiện tại mình đang đứng ở trong một cái rừng thông rất là đẹp. Các bạn có thể nhìn qua thì có thể tưởng tượng đây là Đà Lạt với rất nhiều thông. Cảnh mùa đông ấy, thời tiết tầm này thì khoảng 20 độ và cũng mấy ngày rồi không có nắng luôn, thực sự là mấy ngày không có nắng. Hôm nay thì dự báo thời tiết có mưa nhưng mà may cái là mình đi vào đây nó vẫn nắng. Và mình cũng xin giới thiệu đến các bạn, đây là vùng đồi thông ở Cự Nẫm, Bố Trạch. Ở đây thì có vài ba vùng đồi thông ấy, nó kiểu như thế này. Nhưng mà hiện tại thì chỗ này là đẹp nhất, bởi vì mấy cái chỗ kia mặc dù cũng có thể là nhiều thông hơn ấy, nhưng mà ở đấy nó trồng thưa, họ trồng thông bị thưa, với là nó kiểu cảm giác nó mọc rất tự nhiên, không có kiểu như là không thẳng hàng lắm ấy. Mình thích kiểu có gì cảm giác nó tự nhiên một tí. Bên kia thì ở phần dưới nền này họ đã đốt, cho nên là cũng đẹp. Nếu mà các bạn mặc một bộ đồ váy trắng, đầm trắng để đi vào rừng thông quay phim chụp hình thì cực kỳ đẹp. Nhưng bên này hiện tại thì đang có thêm cây cỏ ấy, nó khá là chill. Ở phần dưới của nền của thông thì chúng ta có thêm mấy cái hạt thông, cái này gọi là gì ta? Quả thông. Nó là mọc rớt ở giữa nền khá là nhiều này. Cứ cách khoảng 10-20cm sẽ có một vài quả đầy nằm ở giữa đất luôn. Mình sẽ nhặt một vài cái. Tất nhiên là ở trong này thì không được cắm trại, cắm điều gì rồi. Nhưng mà nếu mà thực sự ở đây mà cắm thì cũng rất là nguy hiểm. Mình cũng tính cắm nhưng mà ở đây thực sự là rất dễ cháy, nhất là với rừng thông. Ở đây thì có thu hoạch thêm cái nhựa cao su, à không, cái nhựa thông nữa. Cho nên cái này cực kỳ dễ cháy luôn, các bạn chỉ cần châm lửa là cháy đây này. Nhựa thông họ lại ý để đây rất là nhiều. Thực sự thì mình thấy ở đây cực kỳ đẹp luôn á. Và rất là thích hợp cho các bạn nào chụp hình cưới, quay phim, cảm giác qua đây có thể quay MV này nó kia cũng rất là đẹp. Từ đây mình có thể nhìn sang ở đằng xa kia kìa. Thì cảm giác cái rừng thông nó rất là dày, rất là kiểu nó rất là chiều sâu ấy. Cực kỳ đẹp luôn. Đây, để mình cho các bạn xem này. Cái biển cấm gì đó nhưng mà cảm giác ở đây thì cũng không quá xa so với cái đường quốc lộ ấy. Từ đó mình tự đi từ Đồng Hới vào đây thì mất khoảng một tiếng đồng hồ để di chuyển bằng xe máy hoặc là xe ô tô. Và ok, nếu các bạn có nhu cầu muốn quay phim chụp ảnh và đang tìm những cái địa điểm thơ mộng giống Đà Lạt nhưng mà không phải đi Đà Lạt, nhất là trong mùa dịch này thì chúng ta rất là hạn chế di chuyển ấy, thì có thể tìm đến đây. Chắc là mình sẽ nhặt một số cái vỏ thông này để hôm nào mình hay đi camping, nhất là đi slow camping, thì mình sẽ đốt lên nhém lửa cho nó dễ cháy. Nhiều cây đẹp cực này, thực sự ở đây mà quay được cái MV thì chẳng có gì để bàn luôn. Mình thích mấy cỏ này, nó cảm giác rất là tự nhiên. Cảm giác nó rất là mọc, rất là tự nhiên. Cỏ này là cỏ gì? Tảo à? Ok các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip mà nhảm như thế này. Chào tạm biệt các bạn nha.